Rồi với bài tập này chúng ta sẽ copy lại và chúng ta sẽ làm việc với FIFO trước. FIFO và với ba khung trang như theo đề thì chúng ta có khung trang 1, khung trang 2, khung trang 3. Và chúng ta chỗ này xem thử có bao nhiêu lỗi trang. Ok, như vậy thì chúng ta chỗ này chắc chắn nó là số 5, 5, 3, chỗ này không có, chỗ này là 5, 3, 1, đúng không nào? FIFO thì rất dễ. Số 2 sẽ thay thế cho số 5 là lâu nhất. FIFO là vào trước thì 5 vào trước thì ra trước. Vậy thay thế ở đây là 2, 3, 1. Và như vậy lúc nãy đến giờ chúng ta đã có một lỗi trang, hai lỗi trang, ba lỗi trang, bốn lỗi trang. Tức là những vị trí nào mà các khung trang có thay đổi giá trị thì xảy ra lỗi trang. Như vậy chỗ này khung trang 1 thay đổi giá trị. Chỗ này khung trang 1 không thay đổi nhưng khung trang 2 thay đổi. Chỗ này khung trang 1, 2 không thay đổi nhưng khung trang 3 thay đổi giá trị. Và chỗ này khung trang 4, xin lỗi, tại thời điểm này khung trang 1 thay đổi giá trị từ 5 thành 2 thì xảy ra lỗi. Và tại thời điểm này có thay đổi giá trị không? Không, nó vẫn là 2, 3, 1 và chỗ này không thay đổi gì hết, cho nên không xuất hiện lỗi trang. Chỗ này vẫn là 2, 3, 1, không thay đổi thì không xuất hiện lỗi trang. Số 0 thay thế cho số mấy? Số 3 là lâu nhất, bởi vì số 2 là xuất hiện ở đây, số 3 là xuất hiện ở đây và số 1 xuất hiện ở đây thì số 3 là lâu nhất. Nó sẽ thay thế là 2 cộng 1. Và số 0 bắt đầu xuất hiện ngay đây thì chúng ta đánh dấu. Số 4 thay thế cho số mấy? Thay thế cho số 1, bởi vì 2, 0, 1 thì 1 là lâu nhất vào trước, rồi sau đó mới đến 2 rồi mới đến 0. Cho nên chỗ này nó sẽ là mấy? Đây là mấy nào? 2, 0, 4. Và 4 bắt đầu vào ở đây thì mình đánh dấu là 4 ở đây. Như vậy chỗ này có thay thế, xảy ra lỗi trang, xảy ra lỗi trang. 2 có rồi, 2, 0, 4. Chỗ này 1 thay thế cho mấy? 2. Vậy chỗ này sẽ là 1, 0, 4 và xuất hiện lỗi trang. 1, 0, 4, không có gì. 3 sẽ thay thế cho 0, thì chỗ này nó sẽ là 1, 3, 4 và xuất hiện lỗi trang. 0 thay thế cho 4, 1, 3, 0 lỗi trang. 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0 và 4 thay thế cho số 1 thì chỗ này sẽ là 4, 3, 0 và xuất hiện lỗi trang ở đây. Bao nhiêu lỗi nào? Mười lỗi trang. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm được cho các thuật toán khác. Ví dụ như thay vì FIFO thì chúng ta có thể làm cho LRU. LRU.
Rồi, chúng ta LRU thì chúng ta sẽ làm sao? LRU là cái trang nào mà lâu rồi chưa được dùng thì thay thế, chứ không quan tâm là nó vào trước, mà nói chung lâu rồi chưa dùng thì nó thay thế. Chỗ này mình vẫn có là 531 giống như ở đây. Đấy. Rồi tiếp tục. Bây giờ số 2. Thì tại giai đoạn này giống phi for thôi. À, tại giai đoạn này nó vẫn là 2, 3, 1. Mình đánh dấu lại để cho mình dễ thấy ha. Đánh dấu lại để cho dễ thấy cái quá trình thay đổi của nó. Và chỗ này xuất hiện lỗi trang. 3, 2, 1 thì chỗ này vẫn là 2, 3, 1, 0. Chỗ này vẫn là 2, 3, 1. Và không thay thế cho ai? Thay thế cho lâu rồi không được dùng. Số 3 chứ. Trong này là số 3 là lâu nhất chứ. À, xin lỗi, quên chỗ này rồi. Như vậy chỗ này số 2 đến số 3 là mình mới dùng nè. Chỗ này là số 1 là mình mới dùng nè. Đúng rồi. Như vậy mình sẽ thay thế cho số 2 là lâu nhất. Được chưa? Thay thế cho số 2 là lâu nhất. Vậy chỗ này nó phải là 0, 3, 1 xuất hiện lỗi trang. Và tương tự như vậy, 4 là thay thế cho số 3, nó sẽ là 0, 4, 1 xuất hiện lỗi trang. Số 4 mới xuất hiện. Số 2 thay thế cho số 1, nó là 0, 4, 2. Hả? 0, 4, 2 xuất hiện lỗi trang. 2 mới xuất hiện. 1 thay thế cho 0. 1, 4, 2. 1 mới xuất hiện. 1, 4, 2. 4 này mới lặp lại, cho nên đánh dấu luôn. 3 thay thế cho 2. Bởi vì mình nhìn đây 4 mới vừa dùng xong. Số 2 là lâu nhất chưa được dùng, cho nên thay thế cho số 2. 1, 4, 3. Và 3 là ô chúng ta cần đánh dấu. 0 thay thế cho 1, nó sẽ là 0, 4, 3 xuất hiện lỗi trang. 1 thay thế cho 4, 0, 1, 3. 1 thay thế cho 4, 0, 1, 3, 0 lỗi trang. Nhưng số 3 mới dùng. Chỗ này tương tự, 0, 1, 3, số 0 mới dùng. 0, 1, 3, số 1 mới dùng. 4 thì thay thế cho 3, 0, 1, 3, 0, 1, 4. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có là số 4 này mới dùng. Và có 12 lỗi trang. Tương tự như vậy, nếu chúng ta xài tiếng xài cái cách để mà ok, tính theo tương lai. Bây giờ với cái cách này thì chúng ta sẽ tính theo tương lai chứ không tính quá khứ nữa. Tính theo quan tương lai. NRU. NRU. Vậy chỗ này 2 thì chúng ta sẽ tìm thay thế cái gì?
xa nhất không nhìn thấy. Vậy 5, 3, 1, ai là xa nhất? Năm chứ. Có thấy năm không? Đâu? Không thấy tức là rất xa. Rất xa mới không thấy. Thì thay thế số 5. Bởi vì mình không nhìn thấy mà. Trên cả đoạn đường này mình có thấy năm đâu. Nó ở xa tầm mắt của mình, tức là rất xa, thì thay thế cho 5. 2 3 1 xuất hiện lỗi trang. Số 3 có rồi. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Số 0. Thay thế cho số mấy? Đúng rồi. Bởi vì nếu tại thời điểm này xét số 2 thì nó nằm đây. Xét số 3 thì nó nằm đây. Xét số 1 thì nó nằm đây. Vậy số 3 là xa nhất. Vậy số 0 sẽ thay thế cho số 3. Nét mà. Đâu có. Tính ngay từ phía này trở đi chứ. Phía sau số 0. Số 0 là số mình sẽ thay thế vào nè. Vậy mình sẽ nhìn 2 xuất hiện ở đâu? Từ đây trở đi nè. 2 xuất hiện đây. 3 xuất hiện đây. 1 xuất hiện đây. Vậy trong 3 số 2, 3, 1, ai là xa số 0 nhất? Thì số 3. Thì sẽ thay thế vô đây. Là 2 0, 1. Lỗi trang. Số 4 thay thế cho ai? Đúng rồi, 2, 1 là gần số 4 nhất. Số 0 là ở đằng này, xa hơn. Như vậy chỗ này sẽ là 2 4, 1. Đó. Mình sẽ xem được bao nhiêu lỗi trang nha. Rồi tiếp tục chỗ này vẫn là 2, 4, 1. 2, 4, 1. 2, 4, 1. Số 3. 2, 4, 1. À đúng rồi. Bởi vì 4 mình có nhìn thấy, 1 có nhìn thấy, còn 2 không nhìn thấy. Tầm nhìn xa trên 10 km. Cho nên thay thế số 3 vào đây. 0 sẽ thay thế cho 3, 4, 1 thì 4 là xa, xa nhất. Cho nên thay thế là 3, 0, 1. Chỗ này vẫn là 3, 0, 1. 3, 0, 1. 3, 0, 1. 3, 0, 1. Số 4 thay thế cho ai cũng được hết, giống nhau. Cho nên nó là 4, 0, 1. Xuất hiện lỗi trang. Nó cũng vậy hả? Nói chung là hai cái cũng đều không nhìn thấy hết, thì thay nào cũng được. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bài toán cả. Đấy, như vậy sau khi mà chúng ta làm xong ba thuật toán thì các bạn thấy là nếu như mà ai có thể nhìn đoán được tương lai thì cái khả năng thắng rất cao. Phần này thực tế mà chúng ta nói, nếu trong đời sống mà các bạn nhìn được trong tương lai mình có khả năng làm gì thì chắc chắn bạn giàu. Còn nếu như có một số người áp dụng thuật toán này mà người ta chơi cờ vua, cờ tướng chẳng hạn, người ta tính được 5 nước, 7 nước, 10 nước tiếp theo thì khả năng thắng của người ta rất cao. Được, được. Khi mà đánh cờ các bạn,